Đại sĩ Hoàng Gia Liệu xin chào tất cả các bạn Tối qua thì chúng ta được chứng kiến một cái lễ khai mạc rất là hoành tráng của FIFA World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar Và có rất nhiều những cái màn mà thể hiện công nghệ rất là hoành tráng đúng không ạ Họ xứng đáng với cả là một cái kỳ World Cup rất là đáng để chờ đợi Đấy và các bạn có thấy một điều rất đặc biệt không Đó là năm nay FIFA World Cup được tổ chức vào mùa đông đúng không ạ thường thì chúng ta sẽ được xem các cái trận đấu world cup là vào mùa hè tuy nhiên năm nay chúng ta lại được chứng kiến là được tổ chức vào mùa đông ở tại qatar các biết bạn có biết là tại sao lại được tổ chức vào mùa đông không đó là bởi vì là cái quốc gia đăng cai tổ chức cái kỳ world cup 2022 là đất nước qatar nó rất là nóng vào mùa hè tức là nhiệt độ vào mùa hè có thể lên đến 45 độ hoặc là 46 độ và với một cái nhiệt độ như thế thì các cầu thủ thi đấu sẽ không đảm bảo sức khỏe và có thể gây ra tử vong cho cầu thủ rất là cao. Vì thế nên FIFA đã quyết định là sẽ tổ chức vào mùa đông các bạn ạ. Tuy vậy thì các bạn cũng thấy đấy, vào mùa đông nhưng mà ở Qatar người ta vẫn phải thiết kế những cái sân vận động với một hệ thống làm mát rất là khủng khiếp. Đúng không ạ? Và chúng ta được chứng kiến lần đầu tiên đấy vào mùa đông được tổ chức một cái kỳ world cup, một cái món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với cả những cái người mà yêu bóng đá trên thế giới đấy. Tuy nhiên là sau một màn gọi là khai mạc cực kỳ hoành tráng và cũng rất là nhiều ý nghĩa, thì chúng ta lại được chứng kiến một trận đấu mở màn của kỳ world cup rất là thiếu sự cân bằng bởi vì đội tuyển nước chủ nhà qatar quá yếu theo bản thân tôi đánh giá là như thế. Đấy và Qatar đã trở thành nước chủ nhà đầu tiên của World Cup thua trận. Đấy thần thua 2-0 trước Ecuador. Đấy vậy Ecuador thì à, hai bàn thắng này đều là do cầu thủ tiền đạo đội trưởng Valencia ghi bàn, đúng không ạ? Đấy và Qatar trở thành nước đầu tiên trong lịch sử tổ chức của FIFA World Cup là nước thua trận. Đấy, thưa trận khai mạc đấy, chúng ta gọi là thưa trận khai mạc. Đấy và nếu mà với cái tình trạng hiện tại thì tôi không hiểu là Qatar có thể đã đá được thêm nhiều trận hay không hay là chỉ đá được 3 trận, 3 trận của World Cup thôi. Và số tiền đổ ra để tổ chức cái World Cup này của Qatar các bạn có biết bao nhiêu không? 220 tỷ đô. 220 tỷ đô một con số khủng khiếp. Và nếu mà Qatar chỉ đá được có 3 trận thì hóa ra họ tỷ chỉ gọi là bỏ rất nhiều tiền nhưng chỉ được đá 3 trận của World Cup thôi các bạn ạ. Rất là đáng buồn.